nó được. Tiền bạc đâu phải quan trọng gì, tụi bạn bè nó tiền bạc nó đâu có thành vấn đề đâu. Nó chuyển em lần 8 triệu nó chuyển trước rồi, phải chuyển đủ cái cho nó. Anh trụ này nói bán hết rồi, không có con hả? Con là con bên đây nè. Vậy là mấy con nhỏ bên đây cũng bán hết luôn hả? Mấy nhỏ đó còn. Chỉ con đó thôi hả? Đúng rồi, con đó bán thôi. Con đó cũng phải là bán, tại bót mạng cho vui, chứ con đó là đặt trước từ đó, tại vì con đó là con em.